Xin chào các bạn, hôm nay mình xin làm cho các bạn xem về cách làm phở bò đơn giản tại nhà nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho món phở bò đó là thịt bò đúng không ạ? Ở đây mình mua 2 lạng thịt bò và mình đã thái rồi. Và đây là một chút xương lợn, thì ở đây là mình không thích dùng nước xương mỡ, mình dùng xương cục thôi ạ. Và một chút bánh phở, và đây là mình có mua một gói vị phở bò. Và một chút gừng, tỏi, ớt và một quả chanh nếu các bạn thích ăn chua nhé, một chút gia vị bột canh nữa và rau ăn kèm đó là một chút hành lá và một chút rau mùi. Các bạn có thể thêm một chút cái húng láng ấy, tức là cái húng láng là cái húng mà rất là thơm và tạo mùi phở rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thì bây giờ mình đi xương này mình mua và mình đã rửa rồi, thì bây giờ mình đi luộc qua cái xương đi đã. Các bạn ạ, Nói đi. ở đây thì mình dùng xương cục bởi vì cho nó đỡ mỡ. Chứ đúng ra là linh phở thì các bạn nên sử dụng cái xương xương ống đúng không ạ? Xương om cho ngọt, nhưng ở đây thì mình sử dụng một chút xương cục để lấy nước ngọt thôi. Còn cái xương kia rất là mỡ. Thì bây giờ mình đi luộc xương này các bạn, luộc thì các bạn chỉ cần luộc sôi cái là các bạn vớt ra nhé. Đấy, các bạn vớt ra và các bạn rửa lại một hai nước cho nó sạch cái xương đi. Thì khi mình ninh nó không có bọt. Thế sau khi mà mình đã rửa sạch xong rồi, bây giờ mình cho vào nồi, mình cho tí nước phích vào. Còn không thì các bạn có thể cho nước nguội cũng được nhé. Ở đây mình có để mình cho như này cho nó nhanh. Sau đó các bạn đun sôi, khi mà sôi ấy, thì các bạn cho nhỏ lửa thôi và các bạn ninh trong vòng 30 phút là được thôi ạ. Cho nhỏ lửa cho nó rom cho nó ra nước ngọt. Thì ở trong thời gian mà mình ninh xương thì để mình đi chuẩn bị những cái gia vị đi kèm. Đó là mình đi ướp thịt bò đó các bạn nhé. Ở đây ướp thịt bò thì là mình sử dụng tỏi thôi ạ và một chút gừng. Thì các bạn đập dập và băm nhỏ cái gừng tỏi ra, sau đó các bạn trộn vào thịt bò. Rồi ướp đấy ạ. Các bạn băm nhỏ nhé. Đấy, các bạn băm nhỏ ra này, các bạn ướp. Thì nếu mà các bạn mà không thích ăn gừng thì các bạn chỉ cần đập dập cho nó to to cho nó thơm thôi. Không phải băm nhỏ. Đấy, mình cho vào thịt bò để mình ướp. Rất là thơm. Đây là mình hướng dẫn các bạn và muốn chia sẻ với các bạn về cách làm đơn giản nhất tại nhà thôi. Chứ nếu mà để mà nói đúng ra thì mình làm một nồi phở rất là kỳ công đấy ạ. Quả ớt thì các bạn thái ra sẵn. Thì trong gia đình ai có nhu cầu ăn ớt thì các bạn gắp ớt vào bát thôi. Bởi vì là đôi khi thì mình làm phở cho cả nhà ăn. Thì có những bạn nhỏ nó không ăn được ớt cho nên là mình cứ thái sẵn ra đĩa, ai ăn thì cho vào thôi. Chanh cũng vậy, mình cắt quả ra mình để vào. Thì sau khi mà mình đã chuẩn bị những cái và tiếp theo là mình đi thái cái gia vị này ra nhá. Cái củ hành thì các bạn ví dụ hành củ thì các bạn để củ to như thế này ấy, thì các bạn để sau đó các bạn chẻ ra, tức là các bạn tước cho nó xoăn xoăn lại rất là hấp dẫn để dài. Còn những cái hành lá và cái rau thơm mình thái ra và các bạn có thể bớt lại một vài những cái mùi to để mình cho lên trên bát phở trông rất là hấp dẫn. Đấy, các bạn thái như vậy, thái to hay thái bé là tùy vào các bạn. Còn tất nhiên là cái này thì mình cũng không nên là thái dài quá. Sau khi các bạn đã thái cái những cái rau này xong rồi, các bạn nên nhớ là để vài một nãy một cây những cây mùi để to nhé, để mình cho lên trên bát phở rất là hấp dẫn. Và bây giờ là mình đi ướp cái thịt bò này, thì các bạn là cho khoảng hơn một, ở đây mình dùng 200 g thịt bò, thì các bạn có thể ướp 1,5 thìa sữa chua, cái gia vị bột canh. Mình ướp thịt cho thịt đó vừa thôi. Còn đâu là chốc là cái nước phở thì mình lại sử dụng cái vị phở. Đấy, các bạn ướp thịt ở đấy. Sau đó các bạn để khoảng
Nói chung là ướp thì chỉ khoảng 10 phút là các bạn có thể sử dụng được rồi. Còn với củ hành này thì các bạn nhìn đây, mình tước ra như thế này rất là ngon. Đấy, các bạn tước vậy các bạn để vào nhá. Thì ví dụ gia đình nhà mình ai có nhu cầu ăn hành củ ấy, các bạn trần và các bạn để lên trên, các bạn dội nước sôi vào là rất là ngon luôn. Đấy, nói chung là cái hành củ này nhiều rất là ngon. Sau khi các bạn đã tước xong cái hành củ rồi, bây giờ mình ra mình đi trần bánh phở các bạn nhé. Cái bánh phở này để các bạn đun nước sôi lên, sau đó các bạn cho vào, các bạn quấy lên để cho nó hết cái bụi bẩn và cái bánh phở nó tơi ra. Đấy, nước sôi rồi thì các bạn cho nhỏ lửa và mình quấy cho nó tan cái bánh phở ra là được. Đây là trần bánh phở mà. Đấy, các bạn quậy cho nó tan ra. Sau đó là các bạn vớt ra nhé. Các bạn có thể đổ ra một cái rổ hoặc một cái, hoặc các bạn có thể vớt ra bát để tí nữa mình lấy bánh phở vào bát. Và sau khi mình đã trần bánh phở xong rồi, mình kiểm tra cái xương của mình cũng đã. Nói chung là các bạn ninh thì để mà nói ninh đúng chuẩn là thì phải hàng tiếng, đúng không ạ? Nhưng mà mình sử dụng cái xương này nó cũng nhanh thôi. Thì sau khi các bạn đã vớt ra xương ra, sau đó là mình chế cái nước của mình. Thì với cái lượng phở ở đây mình làm đây thì các bạn có thể sử dụng là, ví dụ mà 2 bát phở thì các bạn có thể cho 1 viên thôi. Đấy, cái viên này là trong một cái gói này mình mua ấy, thì là nó có 4 viên thôi. Thực ra cái viên này nó của các bạn cần cho 1 viên thôi nhá, vì là với mỗi 1 viên này mà các bạn có thể sử dụng được khoảng 1,7 lít đến 2 lít nước các bạn nhé. Thì sau khi các bạn đun sôi lên rồi thì các bạn để sử dụng ở đây, mình đun sôi nên sau đó mình trần thịt bò này, bởi vì ở đây là nếu mà là cái nồi nẩu sôi liên tục ở trên bếp thì rất là đơn giản, nhưng ở đây thì mình sử dụng bằng bếp ga, cho nên là các bạn cứ trần sẵn cái thịt bò này ra một cái bát. Đấy, các bạn để ngập như này và các bạn vặn nước cho nó sôi lên, các bạn trộn trộn là xong. Các bạn không nên sợ mất nước ngọt nhé. Nước ngọt thì nó vào cái nồi nước dùng của mình, sau đó là các bạn lại cho vào bát của mình thôi. Đấy, mình trần thịt bò mình cho ra một cái bát như vậy. Các bạn trần cái số lượng thịt bò mà các bạn cần phải làm nhé, tùy các bạn. Đấy, các bạn trần và các bạn đun nước nó sôi lên như thế này rồi thì các bạn múc một chút cái nước đang sôi như thế này vào cái bát nước thịt bò mình vừa trần ấy, để cho thịt bò nó mềm mà nó không bị khô. Đấy, với một cái vói, cái viên vị phở đấy rất là thơm, các bạn là không nên sợ nhé, bởi vì là cái này nó là viên tạo mùi ấy và có cả muối gia vị rất là thơm, nó chỉ là mùi hoa hồi thảo quả mình thay bằng những cái đấy thôi. Đây là mình đang phổ biến với các bạn là cách làm phở đơn giản và vẫn ngon. Đấy, các bạn hớt qua những cái bọt đó đi nhá. Cái bọt này là cái bọt mình trần thịt bò với cả cái bọt mà trong cái gói cái viên gia vị phở này nó cũng có bọt lên một chút mà các bạn. Thì các bạn cứ để nồi nước sôi này, các bạn múc nước ở giữa thì nó sẽ không có bọt và không có mỡ. Thế thì bây giờ nồi nước dùng của mình đã được rồi, thì bây giờ mình đi cho bánh phở này. Đi lấy bánh phở này, lấy thịt này, lấy gia vị hành mùi vào này để mình đi lấy nước phở vào, chan vào là xong đúng không ạ? Các bạn là cứ thảo tự làm xem mà mùi vị rất là thơm. Mình cũng không cần phải hoa hồi thảo quả rồi thì xá sùng rất là nhiều thứ. Gừng nướng, hành nướng. Thì ở đây là mình phổ biến với các bạn là cách làm phở đơn giản nhất tại nhà thôi. Thế sau đó các bạn cho thịt vào rồi nhé, sau đó các bạn cho rau mùi lên. Sau đó mình cho cái nước mà đang sôi ở trên bếp đấy, các bạn múc nước lên, dội từ trên xuống dưới. Đấy, mình múc ra rồi đây, thành một bát phở rất là ngon. Thì như thế này nhá,
Nếu bạn nào có nhu cầu ăn chanh thì các bạn vắt chanh vào. Bạn nào có nhu cầu ăn ớt thì các bạn cho ớt vào. Và có thể là thích ăn giấm tỏi, mình có chanh rồi thì không cần giấm tỏi, mà có bạn lại thích ăn cái tương ớt ấy. Đấy là tùy các bạn nhé. Đấy là mình, đấy tương ớt đấy. Đấy là bát phở của mình đến đây đã xong rồi đấy. Thế là các bạn thấy mình làm phở ở nhà rất là đơn giản nhưng mà cực thơm đấy các bạn ạ. Cho nên là các bạn cũng hãy thử theo dõi video của mình và làm xem để được những nồi phở và bát phở đãi cả nhà nhé. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chúc các bạn làm mà thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.